NM hạt nhân, đó là thứ nhất cai thuế liên quân uy tín giá rẻ. Thứ hai thì em mua bán ạc và tìm ạc liên quân theo yêu cầu. Và anh em nào có nhu cầu thì liên hệ, đó là dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn anh em. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này mình sẽ làm về vị tướng Theonat. Theonat là một xạ thủ cũng được khá là ưa chuộng ấy trong rank, bởi đó là sải tay dài này, lượng sát thương lớn này. Đặc biệt là giai đoạn cuối trận thì bất ứng nhàn lên, bắn cực kỳ là thích, kể cả bắn vào tướng địch và kể cả bắn trụ. Trận đấu này thì mình đối đầu bên kia chiến tuyến là vị tướng xạ thủ hai giáp tế, có cái tên thì cũng khá là đặc biệt, 1000 kg. Thì với Theonat thì sẽ như thế nào, sẽ ra sao, cùng những trang bị, bảng ngọc và phù hiệu thì mình sẽ phân tích cực kỳ là cụ thể dành cho anh em luôn ở trận đấu này, thì anh em cùng theo dõi. Nếu mà anh em cảm thấy clip này hay, hữu ích, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bên cạnh đó thì anh em nào có nhu cầu mua nick liên quân hoặc là cày thuê liên quân thì cứ nhắn tin trực tiếp dành cho mình nhé. Nick từ vài chục ngàn cho đến gọi là vài chục củ thì đều có cả. Anh em nào cần thì cứ inbox dưới phần mô tả dành cho mình. Ok, và này thì Grack của tém bên địch phá bùa, kéo bùa các kiểu và bị tém bên mình lại hành, và chiến công đâu dành cho vị trí của mịt tém bên mình. Trận đấu này tém bên mình có Gidu DSP, một sức tưởng FP cũng khá là tốt, có khả năng hiệu khống chế ổn. Tất nhiên thì Gidu khi lên phép thì cái lượng chống chịu thì sẽ hạn chế hơn, nhưng mà gặp hai gia tế thì chắc chắn là lên phép rồi, bởi vì hai gia tế đám chuẩn mà. Lên phép xíu nửa cuối trận trưởng cho nó chất lượng. Bây giờ thì có giao tránh, hồn máng tiền của mình chọn cũng hai người rồi, vẫn quay trở lại sát thật thương. Tiền một người lên bảng điểm số, bất ứng nhãn lên bắn nhưng mà phải lùi lại, bởi vì cẩn thận bị Grack nó kéo. Gặp tem bên đi có Grack thì anh em chơi xa thủ hết sức cẩn thận, chứ Grack mà nó kéo nó hụt phạt là thôi xong luôn ấy. Đây là anh em đứng phía sau SP dành cho mình nhá. Và này thì ghi đủ sử dụng một cục vương quốc vang tốt, mình tốc biến lên và bắn xa thủ tem địch luôn, lùng được cái dapper cứu. Đầu trận thì Grack tém địch chắc có giải nên là ghi đủ tém mình sử dụng chiêu cuối. Vương quốc vàng thì gọi là dính đỡ luôn nên là cực kỳ là dễ đánh. Với cô nàng theo nạt này thì ở giai đoạn đầu trận chưa phải là chất tướng khỏe, nhưng mà giai đoạn V6 có đô xuyên giáp, có đô chỉ mang thì bắn sẽ cực kỳ là lực nhá. Tất nhiên thì trong trận đấu này mình cũng sẽ trình bày cụ thể cho anh em về trang bị, bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị trí của Theonat thì anh em cùng theo dõi. Bây giờ thì Grack của tem địch lại kéo trúng vị trí của Gidu, lại bị Gidu sử dụng chiêu cuối khống chế làm choáng. Và pha này thì Grack đã phải lên bảng điểm số, điểm hạ cục dành cho FP tem bên mình, vậy là hay rồi anh em ạ. Ok, bây giờ thì xạ thủ của tem địch đang bị kẹp góc. Ôi, pha này được bắn rồi nè, nó tiễn xạ thủ tem địch lên bảng điểm số. Đội hình của tem bên mình ở trận đấu này thì cũng khá là khỏe, lượng bù đi rừng nữa. Ôi, pha này thì bị khống chế rồi, vẫn tơ vơ lái nhảy tiễn một người lên bảng điểm số. Mình thì đang xả sát thương, ra tay mình thì còn xíu máu, quay trở lại bắn luôn và tiễn hai người lên bảng điểm số. Rất tiếc anh em ạ, rất tiếc thì pha đó không ngắn được màng của Viera team bên địch. Bây giờ thì mình sẽ núp phía sau đấy nhá. Ôi, tem địch biết ạ, ôi thôi xong rồi. Lử bố tem bên mình núp trong bùi nhưng mà cuối cùng bị Grack nó kéo. Và khi Grack kéo thì bị Viera zone combo thì sẽ cực kỳ là khó mà thoát được. Một cú kéo, một cú hỗn gió và zone combo nữa.
Gặp Grak thì anh em cứ đứng phía sau con lính nhá, đừng có cho nó kéo. Nó kéo thì nó kéo trúng lính, Grak hụt này. Nhưng mà pha này mình được xả ra thương. Nó tiện Grak lên bảng điểm số, sử dụng hồn máng tiện. Xa thủ tém địch thị đuổi theo đó là FP tém mình, vẫn ăn được màng FP tém mình. Nhưng mà bị mình tiện lên bảng điểm số. Pha này mình tốc biến vào bụi cỏ bị lộ tầm nhìn. Vía ra gọi là không có tầm nhìn, có bó chiêu 1 và chiêu cuối bị hớ. Và mình gọi là tiện vía ra lên bảng điểm số. Thì những phá đó thì anh em nên nhớ là tốc biến vào những cái chỗ phật tầm nhìn bụi cỏ là sẽ là tốt nhất. Bởi vì khi mà tầm nhìn một phát thì chiêu cuối của Vira không có khả năng định hướng, không thể gây sát thương được vào mình. Bên cạnh đó chiêu 1 của Vira thì không có tầm nhìn thì sử dụng mo thì cũng sẽ đó là gì chật hơn. Về phần chiêu thức của Theonat thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất anh em bật ứng nhãn lên, đó là tăng tốc đánh, tăng tâm đánh và cường hóa đòn đánh. Chiêu thức thứ hai của Theonat thì anh em bắn ra 3 mũi tên, trúng mục tiêu thì sẽ gây sát thương, làm chậm tốc độ di chuyển của mục tiêu. Bên cạnh đó thì tăng tốc chạy cho bản thân. Còn chiêu cuối thì anh em bắn ra một cái mũi tên, gây đó là sát thương và làm choáng. Đây, ở những cái góc này thì mình bắn sẽ cực kỳ là thích, bởi vì gần như tem medic rất là khó để tiếp cận, sử dụng hồn máng tiện choáng luôn vào vị trí của Vira, xả sát thương và tiện Vira lên bảng điểm số. Và này thì cuối cùng thì mình cũng mất cái màn chấm dứt khi mà bị xả thủ tem medic sử dụng cái chuỗi phi tiêu đẹp và mình cũng phải lên bảng điểm số. Laurel tem medic mùa khá là hay, vẫn quay trở lại chơi luôn và tiện kênh tem mình lên bảng điểm số. Thế trận hiện tại thì cũng đang cắn keo dành cho hai bên thôi, chưa bên nào có lợi thế quá lớn cả. Nhưng đối với Theonat thời điểm hiện tại thì bắt đầu có đô và bắt đầu đó là xả đám tốt rồi. Về phần trang bị dành cho Theonat thì tất nhiên mình cũng sẽ lên theo thiên hướng rồi là phun đám, rồi chỉ mang. Đó là đầu tiên thì lên đôi giày du mục tăng tốc đánh. Thứ hai nữa thì sẽ lên dành cho Theonat là cái thanh kiếm chỉ mang. Món đồ thứ ba thì sẽ lên sóng đá bảo táp, tốc đánh chỉ mang và kháng hiệu ứng. Món đồ thứ tư thì sẽ lên đó là diệt thân cúng, một món đồ xin giáp. Món đồ thứ năm thì sẽ lên cúng ta mát, khi anh em kích hoạt thì sẽ gọi là hút máu cực kỳ là tốt luôn. Và cuối cùng chắc chắn là giáp hôm anh để đảm bảo an toàn rồi, là biểu đồ chuẩn chỉ dành cho vị trí của Theonat. Lão reo của tem địch mùa khá là hay nhá, nhưng mà pha này thì tem bên mình rất là đông và sự sát thương của mình cũng tốt rồi. Nó tiện lão reo lên bảng điểm số. Được cái đó là theo nát thì với sải tay dài, anh em đứng xa thì có thể gây sát thương được. Nên là lão reo, anh em trì vẫn có thể là trì tốt được nhá. Tất nhiên lão reo nếu mà nó tiếp cận, nó solo 1-1 thì anh em rất là khó. Nhưng mà có tánh cớ đằng trước, rồi anh em xả sát thương phía sau thì sẽ dễ đánh hơn. Về phần phù hiệu dành cho Theonat thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu má chủ nổ sát thương nữa, để có thể là kết liễu mục tiêu một cách nhanh nhất. Ở giai đoạn phía sau thì anh em gọi là chúng ba bắn một màng ấy, bật ứng nhãn lên và ba bắn một màng là chuyện bình thường ở giai đoạn đó là cuối trận khi có đô. Ở trung tâm khoảng 4 đến 5 đô rồi thì sự sát thương của Theonat cực kỳ là lực. Và mình một nói một điểm mạnh của Theonat nữa, đó là với cô nàng này thì sải tái dai nên là đứng ngoài tâm trù vẫn có thể lấy được. Bây giờ mình có thêm cái diệt thân cúng nữa. Ủa, bật tốc hở lái nhảy vào mình anh em ạ, tốc biến. Ôi, pha này không tính nổi là mình vẫn có thể chạy được. Đúng là không thể tính nổi anh em ạ. Thì ra láo réo là môi nhử. Còn Grak và bật tốc hở lái thì nó ring rập và nó bắt anh em ạ. Bây giờ tem bên địch đang ép, thì hiện tại team bên mình thì Lữ Bố cũng như Ra và mình. Pha này thì mình chiếu hai làm chậm này. Pha này Lữ Bố hất tung đẹp quá, hất tung được hai hay ba người gì luôn và tiện hai người tem địch lên bảng điểm số. Double kill dành cho mình, định quay lên đó là xả sát thương nữa nhưng mà lượng máu của mình thì cũng không còn được. Đó là đây, bên cạnh đó ôi tem bên mình Lữ Bố hơi hổ báo. Pha này quay trở lại chơi luôn, một người lên bảng điểm số, hai người lên bảng điểm số. Rất tiếc thì pha này không có tốc biến này. Có tốc biến là ăn được xà thủ tém bên đi ấy. Thôi như vậy là cũng được rồi anh em ạ.
Cuối trận anh em thấy thì theo nát bắn sẽ sướng cực kỳ luôn. Trận đấu này thì có lẽ là mình xanh nhất bản đồ rồi, bởi vì anh em thấy thì 25 màng mình ăn 15 màng của team rồi. Tất nhiên điểm hỗ trợ của mình thì cũng không phải là ít, 6 điểm hỗ trợ. Với cô nàng theo nát thì khi có đồ rồi bắn sẽ cực kỳ lực. Hơn nữa trận đấu này thì team bên mình cũng theo thiên hướng hỗ trợ mình tốt nữa ấy. Kiểu ghi đu làm choáng các kiểu, rồi sau đó thì kến kiểm soát tầm nhìn. Rồi bây giờ thì sẽ ăn luôn con tà thần xế giá này nhá. Và mình sẽ soạn sẵn đó là cái liêm đợt mạnh để xíu nửa mất cái giáp hồ mạnh mình bán lên cái liêm đợt mạnh để đảm bảo an toàn dành cho bản thân. Rồi pha này xà thủ tém địch bật ứng nhãn lên bắn này. Xà thủ tém địch thì khá là thấp máu rồi. Pha này thì chắc chắn là sẽ tổng tấn công lấy cái trụ này thôi. Pha này bắn luôn này, G-Rack này thì G-Rack này. Rồi tiền G-Rack lên bảng điểm số lấy luôn cái trụ. Rồi phía ra của tém địch lại choáng cả kiểu. Mình thì vẫn đang được xả ra thương. Tiền 3 người lên bảng điểm số tốc biến bật cũng ta ma lên. 4 người lên bảng điểm số lại chuẩn bị gọi là đầy cây máu rồi. Trận đấu này thì bắn rất là thích luôn anh em ạ. Ăn màng gọi là hủy diệt luôn. 18-16. Về phần bảng ngọc dành cho theo nạp thì cũng rất là quan trọng. Mình sẽ lên bảng ngọc sát thương chỉ màng dành cho cô nàng theo nạp. Đó là ngọc đỏ tỷ lệ chỉ màng và sát thương chỉ màng 10 viên. Ngọc tím 7 viên tóc đánh tóc chay, 3 viên hút máu và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Với bảng ngọc này thì theo nạp đó là ở giai đoạn V6 lường đám rất là lớn. Có ngọc sát thương chỉ màng mà. Thì đó là về phần trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho theo nào thôi. Nói chung sẽ đó là tối ưu nhất cái lượng sát thương dành cho cô nàng này. Và anh em nên lưu ý cho mình, nếu mà tém bên đi có những chất tướng thuộc dạng sốc đám tốt, anh em không kịp bật cúng ta má thì anh em thấy cho mình cái cúng ta má bằng cái nánh. Rồi bây giờ thì mình đáng đó là được xả sát thương anh em ạ. Tiền 2 người lên bảng điểm số rồi. Pha này bật ứng nhãn lên, 3 người lên bảng điểm số. Bắn phạt nào thì gọi là đau phạt đỏ rồi anh em ạ. 21-16, trận đấu này ăn màng quá là hủy diệt. Bắt luôn ở vị trí, bắn luôn vị trí của Laureal. 22-17. Một trận đấu thì ăn màng gọi là xíu khủng, gọi là hack màng vừa thời gian luôn anh em ạ. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công. Nếu cảm thấy hay hữu ích thì đừng quên để lại cho NMH một đăng ký kênh nhé. Chúc anh em luôn vui vẻ. My heart, you're...